anh không. Alo, mọi người đã vào chưa nhỉ? Alo. Mọi người đã. Để mình để kiếm cái iPhone. Ok, alo, hello con trang khủng. Alo, mọi người nghe rõ giọng tôi không? Đợi một xíu nha, bật máy tính lên ạ. Alo. Mọi người nghe rõ giọng tôi không? Chào cậu, mày tụt quá. Mọi người nghe rõ giọng tôi không? Ok, hello Huy. Huy nghe rõ giọng không vậy? Nó là giùm tớ với lại vì tớ sợ cái mic này như cái mùa què, không nghe được gì cả. Ok. Mọi người đợi một xíu nha. Mọi người đông đông một tí rồi tớ giảm một chút luôn. Đợi tới 5 giây tớ nhớ coi tớ sẽ giảm cái gì. Ok mà. À, tớ người miền Nam á, tớ người Đồng Nai. À chết. Đã thương một xíu. Ok, mọi người có thấy cái giấy nó thẳng thớm không? Có thấy cái giấy thẳng thớm không? Đã thương một xíu nha. Tôi đi lấy cuốn sách giáo khoa với lại mọi người cứ vào từ từ đi, khoảng một tầm 100 người, 150 giờ tớ sẽ live. À, sao trời má. Gì vậy trời? Đợi tôi một xíu nha. Ok ok, ta sẽ nói to lên. Ui, tôi chả biết. Mọi người cứ complain nha. Ok. Mọi người bật đeo tai nghe học bật lo ngại được không vậy? Đợi tới 5 giây nha. Rồi, cái sắp đông đông vào hơn 100 người đi. Tại vì dù nào cũng like một đống bạn. Bài từ 45, 1945 hả? Một tí nữa. 1945. Đợi xíu nha. Sau khi học cái này thì sẽ có. Tôi xin giới thiệu bản thân tôi trước nha. Ây da. Tôi xin giới thiệu bản thân tôi trước. Cái trò rùng mát. Cái gì vậy ta? Xin lỗi mọi người, tớ là lần tiên livestream á. Tớ chả biết làm cái gì hết. Ok. Bài là tớ tên là Anh Quân. Tớ tên là Anh Quân. Ok, nay tớ sinh năm 2002, tức là nay tớ 18 tuổi. Tớ học khối C. Giọng tớ hơi bị bé, là tại vì giọng tớ như vậy á. Tớ xin lỗi, tớ đang học ở ngoài, tại vì trong phòng nó hơi bị ngột nên tớ phải ra ngoài học. Với lại tớ sợ ma nữa. Tớ học khối C nè. Sao ta? Tớ tự nhận thấy khả năng học lịch sử của tớ là ở mức tầm 8 điểm tới 9 cộng. Tức là tớ không dám chắc chắn là 9 cộng, nhưng mà cái khoảng gọi là khoảng khá giỏi. Nên là tớ nghĩ tớ sẽ giúp được các cậu không bị liệt môn này. Sợ ma lắm, sợ ma. Trong phòng tớ không sợ ma. Thôi. Má con chó trang vào trường tao á. À xin lỗi. À đâu rồi ta. Nên là bây giờ là đã được 123 bạn rồi đúng không? Mình sẽ lên 150 bạn á. Thì tớ sẽ bắt đầu live nha. Tại vì tớ hết số chẵn. Đợi tớ một xíu để tớ check bên. Á cái lùng má. Đừng có rớt nữa. Đợi tớ một xíu 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 nha.
Hôm nay các cậu đã đọc xe đặt trước bài không? Bài trưa giờ. Cái bài mà hôm nay mình sẽ học bài số 1 trong sách giáo khoa. Thiệt ra cái lúc mà ta xem cái khảo sát á, của các cậu á, thì ta thấy các cậu khoảng từ 7 điểm tới 8 điểm, 5 điểm tới 7 điểm chứ quên, xin lỗi, sảng chó quá. Thế nên là ta nghĩ là các cậu cũng chỉ cần đậu tốt nghiệp. Và nếu mà bạn nào mà muốn tính 9 cộng thì tôi nghĩ không nên học cái này đâu. Tại vì tôi nghĩ các cậu cần một giáo viên chất lượng hơn. Trời, alo, chị ơi, alo, alo. Tại sao mọi người lại kêu nhỏ nhờ, cái mồm tức như cái... Rồi, mọi người có thấy cái sách đó nó hay gớm lắm không? Xin lỗi nha mọi người. Tôi xin lỗi nhiều lắm luôn. Tại vì tới viết chữ xấu với lại sách hay gớm á. Hôm nay á, tụi mình sẽ học cái bài đầu tiên á, là bài hình. Ấy á, xin lỗi mọi người. Ấy á, cái trời, cái lồng má, cái này là cái gì vậy ta? Bài 1 là bài sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tớ bắt đầu vào học luôn nha. Hay là mọi người có muốn làm quen kiểu hello các kiểu kiểu gì không? Nếu mọi người muốn làm quen thì mình có thể làm quen 15 phút rồi mình học cho nó vui. Hello chị Vũ, chị Huyền Vũ, chắc là chị Huyền Vũ. Thôi mọi người có làm quen đi, mọi người đang ở đâu vậy? Xin lỗi cậu, tớ không biết, tớ nói chuyện ngay cái micro luôn á. Mọi người đang ở đâu vậy? Mọi người ở thành phố nào? Mọi người có nguyện vọng gì? Học trường gì? Học khối gì? Có ước mơ gì? Mọi người tâm sự với tớ rồi mình vô học nha. Tớ không phải người miền Tây, tớ người miền Nam nha. Tớ ở Đồng Nai á. Tớ ở Đồng Nai á. Tớ ở Đồng Nai. Má con chó trang này của trường tao á. Mọi người có cái nguyện vọng gì không? Hay là ý là cách mẹ pin như cái quần què. Mọi người có cái xin lỗi, xin lỗi nếu mà tớ có chữ thề hay là tớ có cái gì đó thì các cậu cứ xem như là tớ là một người bạn học chung với các cậu đi, chứ không phải là một người giáo viên. Tại vì cá nhân tớ nhận thấy là bản thân tớ cũng không có giỏi đến mức mà có thể dạy cho một người từ giỏi, từ trung bình lên khá giỏi được. Các cậu cứ xem tớ như là một người bạn học chung, một người mà trong lúc mà các cậu học các cậu chán, các cậu hãy trao đổi với tớ kiểu vậy đó hả. Hello Vi, cậu cũng là này. Hello Gia Lai nữa. Ở nhà mình nhan, trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Các cậu có ước mơ, ước muốn gì không? Hồi nhỏ thì tớ thích làm giáo viên, tại vì mẹ tớ là giáo viên. Nhưng mà sau này lớn lên á, thì tớ lại thích làm nó hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện. Rồi bây giờ thêm xíu nữa thì tớ lại thích làm truyền thông. Cái thích học truyền thông không? Con chó trang này mình được má mày. Bạn vâng. Nếu mà có nhiều bạn xét tốt nghiệp từ 8, 9 lên 10, thiệt ra tớ cũng đâu có khoảng 8 tới 9 tới 9 rưỡi thôi. Để mà lên 10 thì tớ cũng không dám, tớ được không nữa. Nên là theo tớ nha, bạn nào muốn kiểu như để xét mà kiểu ghê ghê gớm gớm khoảng 10 hay là 9 rưỡi thì đi học giáo viên đi, đừng có học tớ làm gì. Thì tớ học cũng ngu lắm chứ cũng khó giỏi gì đâu. Tớ học trường hả? Tớ học ở trường cấp 3, đâu phân học du lịch lữ hành. Nếu mà du lịch lữ hành đó thì theo tớ được biết á, với lại kiểu tớ cũng có người nhà làm trong du lịch lữ hành á, thì bạn nào học du lịch lữ hành á thì nên có một cái gốc, tức là có người quen thì kiếm việc sẽ dễ hơn á. Đó là những cái nhận định của tớ. Tớ nghĩ mấy điểm an toàn á, trên 5 là qua tốt nghiệp được rồi, là 5 năm, 15 năm cũng ở không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được. Văn các cậu phải tầm 7 điểm, chung là trên 7 đi, mà 7 sử dễ lắm, yên tâm, 7 sử mà đề này dễ lắm. Kệ không. Học phần nào á? Bây giờ nha, cậu có để ý là trong mỗi bài kiểm tra sẽ có 3 phần thế giới, 7 phần Việt, 7 phần Việt Nam, lịch sử Việt Nam, 37 á. Học thế giới á, ai chết đủ điểm. Cái má nó gần chó chạy xe cái chừng tao á. Đợi xíu nha mọi người. Tôi đóng cái cửa lại. 3 phần thế giới, 7 phần Việt Nam thì á, để được trên chống liệt các kiểu thì cậu học chắc thế giới đi, chắc chắn luôn, phải học chắc thật là chắc thế giới. Thì thứ nhất là nó ít hơn nè, nó ít hơn từ má chữ xấu má, xin lỗi mọi người nha, má chữ thì cái chữ nào mà đòi dạy ai không biết nữa. Cậu ơi, chiến thắng chiến dịch là đánh thắng nha. Không có, tôi có bồ rồi. Học, tại vì học thế giới cho chắc nha.
tại vì thế giới á, là nó ít hơn về lượng kiến thức. Thứ hai là nó dễ học hơn nữa. Tớ cảm thấy học thế giới rất là dễ học, tại vì sao ta? Tại vì tớ thấy nó dễ học. Ý tớ là đối với tớ không phải xem tớ không có xem lịch sử như một môn học, mà tớ xem nó như là một cuốn sách, tức là tớ sẽ đọc 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 sách lịch sử, đọc nó theo những cái diễn biến quá trình, theo như là một cái câu câu chuyện á. Nên là tớ cảm thấy nó dễ dàng hơn. Để mà các cậu chống liệt đó, thì các cậu nên học thế giới chắc chắn vào. Sau đó thì các cậu học lịch sử Việt Nam, những cái phần quan trọng đó, như những phần 45 nè, 54 nè, hay là phần 30, 45, à lịch sử Việt Nam mình á, thì sẽ theo phần từ 19 nè tới 30 nè, rồi 30 nè tới 36 nè, rồi xong rồi tới 45, rồi tới 54, rồi sau 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 xuống 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 xuống, xuống, xuống nữa là xuống 75 á, là khoảng chiến gì chống Mỹ à, là đây là những cái phần của xong rồi sau 2000 nữa. Nhưng mà năm nay giảm tải, tôi nghĩ phần 2000 sẽ cũng không có nhiều lắm đâu, nên là học chú trọng vào phần khoảng này. Tại vì lúc mà mình dừng lại học kỳ 1 á và bắt đầu học kỳ 2 á, thì mình đã học được tới bài 23, là cái bài mà có chiến tranh cục bộ, chiến tranh gì đó, chiến tranh tà le gì đó. Học kỹ phần đó vô, học kỹ thế giới với học kỹ mấy cái phần này thì ngon lành thôi. Nói chung là học học hết sách là được. Alo, tại sao vậy ta? Tại sao mọi người lại không nghe to ta? Mọi người ơi. Đúng rồi, người Đồng Nai á, bà nói chuyện. Thưa người Đồng Nai mà, Thu Hà ơi. Tới đó. Thiệt luôn á, tớ không biết nó to sao luôn á. À, trời ơi, thiệt luôn á. Đây là cái volume. Là sao ta? Tớ sẽ ráng đầu tư một cái mic để cho các bạn nghe rõ hơn. Ngày mai, buổi sau đi. Ok. Thông cảm tới bữa này nha. Rồi, hôm giờ bây giờ tớ bắt đầu dạy nha. Tớ bắt đầu học cùng nha. Học cùng. Tớ không nói từ dạy, tại vì tớ sợ bị bắt bẻ lắm. Nếu mà tớ có sai cái gì á, phần kiến thức hay tớ có nhầm lẫn gì, các cậu cứ góp ý chân thành cho tớ nha, đừng chửi tớ. Tớ chửi là tớ chửi lại á. Chửi tớ là tớ chửi lại á, đừng có chửi nha. Trời, xin lỗi. À, học tớ học nếu mà tớ có sai gì hay thì cứ cứ nhắc tớ. Trời, cái con này sao mà, chứ đừng có chửi tớ nha. Trời, ok, mình sẽ bắt đầu ê, chết mẹ nó cái tay tớ nữa. Đầu tiên là học phần lịch sử Việt Nam. Sau tớ sẽ học phần lịch trình tụi mình học á. À, chơi 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 cái điện thoại vô gì. Là học từ bài 1, xong sẽ chuyển sang phần bài 9. Bài 9 là cái bài quan hệ thế giới à. Quan hệ thế giới. Xong rồi mới học bài 3, bài bài 2, bài 3, xong rồi học tiếp tiếp tiếp, tức là học bài 1. Rồi học bài 9 nha mọi người. Nên là bữa sau bạn Huy giảng là bạn Huy giảng bài 9 để sửa cái đề bài 1. Hôm nay tụi mình học bài 1, tức là bài sự hình thành trật tự, sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 tới năm 2000, đúng không? Cái này á, để là xin lỗi nha, tớ viết xấu thì đừng chửi tớ luôn á, thiệt luôn á, tớ như một con bò cào vậy á. Đây, phần trật tự thế giới mới á, thế mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Giới thứ hai nó sẽ có hai cái phần chính nè. Một á là hội cái trời má nữa, sao mọi người đừng follow tớ sợ lắm mọi người ơi. Hội nghị Yalta, thứ hai là Liên Hiệp Quốc đó. Bắt đầu mình học phần này trước nha. Đây là hai cái phần quan trọng nhất, mà nhắc tới trật tự thế giới mới là mình phải nhớ hai phần này và phải thuộc lòng hai phần này, phải chắc chắn hai phần này. Ok, bây giờ ta sẽ học hội nghị Yalta trước, hội nghị Yalta trước. Trong cái cuốn sổ tay lịch sử lớp 12 á, thì ta học ở trong cuốn này không à, thì nó thôi đầu dịp đi tao làm cho mọi người ơi, tao xin lỗi luôn á, tao chả biết livestream như thế nào để mọi người hiểu đâu, tao chỉ học bình thường thôi. Má con chó trang coi chừng tao nha. Bài thứ nhất là mọi người lật sách ra đi, lật sách ra, lật sách ra, lật sách ra đi mọi người ơi, lật sách ra, sách ra chưa, lật sách ra chưa, vậy lật sách ra thì mở ra lẹ lẹ lên, lật sách ra thì thông báo cho tớ với nha, lật sách ra đi,
Sách tớ vừa cầm đó là cuốn sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, sổ tay ôn luyện kiến thức lớp sử 12. Tớ nghĩ là học trong cuốn này đủ là đủ để đậu để tốt nghiệp rồi, chắc là được 8 điểm tại vì nó nhiều quá. Họ lật sách ra cho vậy mọi người. Lật sách ra rồi đúng không? Bắt đầu ai da chích. Thứ nhất là mình phải đặt những câu hỏi nè, tới chỉ với câu học nha. Các cậu đi đặt 5 thêm 5 who lộn xin lỗi. What là cái gì? When là khi nào? Where là ở đâu? Why là tại sao? Who là ai, với ai, cái gì, tổ chức nào? How là như thế nào? Khi mà mọi thứ trên đời này đều đều má mấy thằng chạy xe nữa mà chừng tao á, đều phụ thuộc vào 6 câu hỏi này. Mọi thứ luôn á, tất cả mọi thứ đều bắt buộc phải có 6 câu hỏi này. Trên cuộc đời này cũng vậy, lịch sử nói riêng và thế giới nói chung. Thì cái hội nghị anh ta này, ta sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên là nó là cái gì. Thì nói đơn giản, nó chỉ là hội nghị anh ta luôn. Mình nhớ cái tên nó là hội nghị anh ta ngay cái đầu đề luôn rồi. Hội nghị anh ta đúng không? Nó là trật tự thế giới mới. À không, nó là kiểu tiền đề tạo nên cái trật tự thế giới mới hai cực với phe, có nói lựa giờ không ta, với phe, với hai phe đối đầu nhau á là Mỹ và mọi người ơi, mọi người đừng chết theo tớ nha, mọi người từ từ đừng chết theo tớ, mọi người trong sách thôi mà, gạch 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 đi á, đừng có chép chỗ tớ vừa xấu người tớ trình bày lại thiếu khoa học nữa. Hello Hà Mốc. Muốn là muốn 10 cộng á thì 2 tỷ rưỡi. À, là hai phe Mỹ với lại Liên Xô, đó là kiểu như ấy. Đó là hai cái trời sự tử xấu thiệt luôn á, má nó. Má nó thiệt luôn á. Xin lỗi mọi người, kiểu thiệt xấu thiệt sự luôn á mọi người. Đầu tiên nha, là what. Cái gì là hội nghị INTA? Đúng không? Hội nghị INTA. Hội nghị INTA là một cái hội nghị mà những cái nước thắng trận sau chiến tranh thế giới hai lập ra để đảm bảo, để thứ nhất là giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc chiến, với lại nói chung á là nó giống giống Hội Quốc Liên nhưng mà không hẳn là Hội Quốc Liên, kiểu như là một bản update của Hội Quốc Liên vậy á. Theo tớ cảm nhận nó là bản update của Hội Quốc Liên. Ví dụ như Hội Quốc Liên á ở trên thế giới thứ nhất á thì nó sẽ, à không, tớ đang bị sảng cái gì ta. Hội Quốc Liên là, xin lỗi mọi người, đừng 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 đừng. Hội nghị anh ta diễn biến á là đầu năm, nó bắt đầu vào đầu năm nè, và khi mà nó khác với lại cái đúng Hội Quốc Liên chứ mà đúng không nhỉ? Xin lỗi mọi người nha, từ từ để tới 5 giây thôi. Hội Liên Hiệp Quốc. À, Versailles Washington, trời ơi sao tới ngu thiệt chứ. Nó khác với Versailles Washington. Nó là một bản update của Versailles Washington. Ví dụ nó khác với, thứ nhất nè, nếu mà hội nghị Versailles Washington được được bắt đầu lột được hội nghị bắt đầu vào sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, thì hội nghị INTA lại bắt đầu vào giai đoạn kết thúc khác hẳn nha, vào giai đoạn kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai, tức là nó sắp kết thúc rồi á. Rõ ràng cụ thể hơn á là từ ngày 4 tới ngày 11 tháng 2 năm 1945. Các bạn cứ nhớ năm 1945 này là cái năm này xảy ra rất là nhiều sự kiện luôn á, cứ nhớ thẳng vậy đi. Là tất cả là 8 ngày nha. Nó rất là dài đúng không? Mà biết tại tại sao nó dài? Đâu phải cái gì nó dài cũng là tự nhiên nó dài, mà nó dài là vì nó có cái lý do của nó. Cái hội nghị đợi xíu nha mọi người, tôi cần phải xem giáo án nữa, tôi học nhiều quá. Đây, nó tại vì nó rất là dài, tại vì nó phải giải quyết những cái vấn đề xảy ra, có xuất hiện trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là những vấn đề thứ nhất nè. Vấn đề thứ nhất là phải nhanh nhanh chóng mà kết thúc chiến tranh, kết thúc chiến tranh ở châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương.
châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương và quyết định cái số phận của những nước thất, thất nước nước thua cuộc là gì ta? Là những ở quyết định những số phận của những đất nước thua cuộc á, quyết định số phận của những cái người đất nước thua cuộc, những cái người đất nước thua cuộc là heo. Tôi nói cái gì vậy ta? Mọi người đã tới 5 giây nha mọi người. Tôi... đừng có kết bạn với tó, đừng có kết bạn với tó. Tôi... đợi xíu nha mọi người. Cái quần què gì ta? Kết thúc chiến tranh tại châu Á Thái Bình Dương, quyết định cái số phận. Trời buồn không? Đừng có làm người thua cuộc nha, hãy làm người thắng cuộc. Làm người thua cuộc là bị người ta quyết định số phận á. À, quyết định cái số phận, đừng có cái số phận của nhóm những người thua cuộc, của những nước thua cuộc. Thua cuộc, tại vì sao thua thua cuộc nên là các cậu hãy rút ra bài học cho bản thân mình là hãy làm những người thắng cuộc. Ok, đừng là những người thua cuộc vì mình cái số phận mình đã không được quyết định định đoạt, phải làm không thắng cuộc thì phải tự chủ được bản thân mình. Ví dụ như là hai nước trung lập như là Phần Lan với Áo đó, thấy không, nó không bị Phần Lan với Áo nó không có bị kia, thấy không, một là thắng, hai là phải tự chủ bản thân, độc lập tự do số một. Đó là quyết thứ ba, xin lỗi nha, cứ nghe tới giảng là đừng có viết về tới chữ tới xấu lắm, tí tôi viết lại một cái bản đàng hoàng tôi gửi cho các cậu sau. Thứ ba là cái quan trọng nhất luôn nè, trời ơi, nghĩ gì, đánh chết, đánh gần chết, đánh từ ngày này sang ngày kia, đánh bao nhiêu năm, chết bao nhiêu người để làm cái gì. Thứ ngoài là để dẹp cái chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ác độc ra thì phải để phân chia thành quả chiến tranh nữa, lộn, phân chia khu vực ảnh hưởng. Trong sách cách đây vô trung trọng có ghi á, khu vực ảnh hưởng và đóng và khu vực đóng quân. Khu vực đóng quân tức là cái gì, hai cái này tức là thành quả chiến tranh chứ gì nữa, y chang cái chiếc xe sinh tên thôi đúng không, tức nó bạn update không phải đúng không? Thành quả chiến tranh đó, đây là hai, đây là phân chia cái này nè, thiệt luôn á. Tớ mà ví dụ tớ là con một mà tớ mà có đứa em xong rồi mẹ tớ cho tớ hai chị em tớ 10 triệu mà đứa 4 triệu 9 đứa 5 triệu mốt tớ còn cãi lộn nữa, huống chi với trời đất. Nên tớ đương nhiên cái vấn đề là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề này mất nhiều thời gian nhất. Đó, cái vấn đề này nếu mà có ai hỏi là ở vấn đề nào là vấn đề cốt yếu quan trọng mà trong cái hội nghị INTA chính là cái vấn đề này, phân chia khu vực ảnh hưởng và khu vực đóng quân tức là thành quả chiến tranh á. Các bạn có hiểu liên tưởng với gia đình của mọi người à, đó là quan trọng nhất nha mọi người, đừng có quên nha mọi người. Cái gì chứ phải tiền bạc đồ đạc phải nhớ nha mọi người. Chết rồi, xin lỗi mọi người, tới nó nhanh đó hả? Tôi đọc comment, tôi không để ý à. Tôi đọc tin comment lại nha. Vừa xét lý. Xin lỗi mọi người nha, tôi có nói nhanh không vậy? Xin lỗi mọi người, rất nhiều. Chú xe vô. Cái trời, cái lùng má. Tại mọi người đừng có chửi. Ê ơi, tôi sẽ thực tế sinh động cái gì đó à? Để tôi xíu nha, tôi đọc. Không nghe chi hết hả? Ok, tôi sẽ nói chậm lại nha. Ok, tôi sẽ nói chậm lại. Tôi nói lại một lần nữa nha. Được không? Được không? Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Ây da, tức là cái hội nghị này diễn ra để giải quyết ba cái vấn đề. Ba vấn đề cốt lõi quan trọng nhất, ba vấn đề mà xảy ra nó xuất ba vấn đề xuất hiện trong xuất hiện trong cái gì ta? Xuất hiện trong cái đó đó. Cái đó thì bây giờ các bạn biết rồi đúng không? Má nó tức ghê luôn á bây giờ. À, vấn đề xuất hiện trong cái gì đó. Cái gì đó? Cái gì? À, World War 2. Chiến tranh thế giới thứ hai. Ừ đúng. Thì cái thứ nhất là nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Kết thúc chiến tranh ở châu Âu, châu Thái Bình Dương. Quyết đồng nghĩa với là quyết định số phận của nước thua cuộc á, kiểu vậy à. Thứ hai là tổ chức lại trật tự thế giới mới. Tôi biết cái quần què gì vậy ta.
Đúng rồi, tổ chức tức là trật tự thế giới mới nè. Thế giới mới sau chiến tranh, và thứ ba là phân chia khu vực ảnh hưởng. Nhớ luôn nha, đừng có bao giờ quên, ở trong đầu của nhắc nhắc là cái gì mà phân chia đồ đạc, tiền bạc, tất cả phân chia á, là đều quan trọng nhất. Cái này là quan trọng nhất nha. Phân chia khu vực ảnh hưởng và khu vực đóng quân theo chế độ quân quản của các nước tham gia chống phát xít, tức là phân chia thành quả chiến tranh là nó quan trọng nhất. Trời ơi, nhớ dùng cái đi, đừng có quên nha. Trong bối cảnh đó thì tôi đã trả lời được câu hỏi là tại ở đâu, đúng không? Rồi bắt đầu tới câu hỏi tiếp là câu hỏi where. Cái này, cái tổ chức này nó được tổ chức tại đâu? Tại Yalta luôn. Cái tên nó là cái địa điểm luôn á. Nhưng mà Yalta đâu? Đừng có Yalta Mỹ, tôi đấm vô mồm mấy cậu. Yalta Liên Xô. À đúng rồi, có một chuyện tôi cần nhắc nhở các cậu. Liên Xô với lại Nga khác nhau hoàn toàn nha. Ví dụ nó kêu là, ví dụ có đề nó kêu là hội nghị Yalta được tổ chức tại đâu? Cái nó có hai đáp án, là một là Yalta tại Nga, hai là Yalta tại Liên Xô. Mà các cậu mà chọn cái Nga Nga này á, là ha, mất điểm là đáng là vừa lắm đó luôn á. Tại vì cái Nga này á, là đất nước kế tục kế thừa mọi quyền lực pháp lý của Liên Xô, tức là Liên Xô nó chết rồi thì nước Nga nó mới sống, kiểu như Liên Xô đẻ ra Nga để nó bào thai, nó thai mang Nga. À không, không có đào thai. À, nói chung là Liên Xô là trước, Nga là sau, cái thời điểm nó sau, giống như là Hồ Chí Minh với lại Nguyễn Ái Quốc với lại Lê Văn Ba vậy đó. Nói chung là nó đều khác nhau hết á, học lịch sử nó phải như vậy á. Nên là nhớ nha, ở Liên Xô nha chứ không phải ở Nga nha. Hôm bữa có nhiều bạn á rất là bị gì ấy, tự nhiên tới tới kiểu tới kiểu cái lùng má, tại sao lại là Nga. Nói chung là ở Liên Xô vậy đi, nó ở tại ở Yalta Liên Xô. Ok, sau đó là bắt đầu tiếp nè. Ở ngày tất kể ngày tháng đó, đúng không, là ngày từ ngày 4 tới ngày 11 tháng 2 năm 1945 á, nhớ nha, đừng quên nha. Ngày tháng là 8 ngày nha. Ví dụ nó hỏi cái đề là cái hội nghị anh ta được tổ chức bao nhiêu ngày thì phải nhớ là 8 ngày, hoặc là tôi tính đi từ 11 trừ 4 nhiêu, 11 trừ 4 nhiêu ta, 11 trừ cho 4, ủa sao 7 ngày ta, ủa ủa thực hiện ta từ, ủa 11 trừ cho 4, từ từ đã, chắc là 8 ngày á. Ồ chắc là 8 ngày á. Nói chung là khoảng đó đó. Tiếp nha quý vị. Ai u, ai u. Xong. Đố các cậu biết là cái tổ chức lộn, cái hội nghị này có sự tham dự của các cường quốc nào? Đố biết luôn á. Đố biết luôn á, trả lời đi. Đố biết luôn á, trả lời đi. Trả lời đi, trả lời đi, đừng có nhắc tới 11 đâu. Đố biết cái sự có sự tham gia của các cường quốc nào, trả lời đi, đừng tập trung như vậy, tập đi, đừng chú ý tới tớ nữa, đừng. Ba cường quốc, ví dụ như ba cường quốc lộn, gợi ý nha, ba cường quốc nào ta, gợi ý chứ, LS, LX, M với lại A. Đố biết luôn á, đúng rồi, bạn Phạm Hân đã trả lời đúng, tên là không phải Nga, không phải Nga, Thanh Thuận ơi, Liên Xô, Liên Xô, làm ơn đi đừng, Nga là không có trong cái gì mà yên ta đâu, không phải là Nga nha. Đó là Liên Xô, Mỹ và Anh. Đó là ba cái nước này là đã tham gia cái đúng ghê bạn, tôi ghê, con chó trang giỏi quá. Liên Xô, Mỹ, Anh. Thì ba Liên Xô, Mỹ, Anh á là đã Liên Xô, Mỹ, Anh là Liên Xô á, là cái người tham dự á, đố biết là ai luôn, hơi bị ghê. Đố biết Mỹ là ai luôn, đố biết Anh là ai luôn, trả lời được cho 10 điểm. Đúng rồi, Trung hết học sử đúng. Đố biết Liên Xô là ai, đố biết Mỹ là ai, đố biết Anh là ai luôn á. Tên 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 Liên Xô là ai? Gợi ý nha, gợi ý nha. Liên Xô là có chữ S đầu tiên, chữ Mỹ là có chữ R, Liên Anh là có chữ S. Đố biết luôn á, đố biết ai luôn. Trả lời đi. Trả lời đi. Everybody ignore me. Assassin là Anh, đúng rồi. Check. Đúng rồi, bạn Thanh Thảo rất là đúng. Đó là, tôi phải viết phiên âm tiếng Việt trong sách giáo khoa nha. Đó là Stalin, Roosevelt
với lại Sachsen. Ê, cái ông này giống tên giống như cái Stalingrad quá ha. Cái vụ mà cái trận đánh Stalingrad đó y chang luôn á. Giỏi giỏi giỏi. Giỏi giỏi. Cái gì mà có Linh Đa, Linh Hiếu nữa, đi đường quyền bây giờ. Đó, đó là ba cái người này. Nếu mà nó hỏi á, thì các cậu phải nhớ tên, chứ đừng có quên nha. Cứ nhớ là cái ông Liên Xô giống như cái tên địa danh là Stalingrad, Roosevelt thì tiếng tên gọi lại là hai này còn lại thì tự nhớ đi. Cứ Stalin là giống như Stalingrad á. Nha mọi người. Đó, đó là ba cái người là trả lời có hu rồi nè, thấy ghê không? Thấy ghê không? Đó, hu hu nè đó, hu hu. Hu hu đó. Thấy không? Hu hu nè. Đó, giải quá cho 10 điểm. Đó là Liên Xô Mỹ Anh và Stalin, Roosevelt và Churchill. Đó là ba cái người này là trả lời cho câu hỏi hu nha quý vị. Đó, ghê chưa? Tiếp theo, cái hội nghị này á diễn ra trong vòng tận 8 ngày, đúng không? Không, 11 trừ 7 ngày. À không, 8 ngày. Nên là nó rất là lâu. Làm cái gì mà cái hội nghị gì mà lâu như vậy trời, thì đương nhiên lâu dẫn tới cái gì lâu nó cũng gây hết á. Ý là gây go, I mean, gây go với căng thẳng. Cái hội nghị này rất là gay go với căng thẳng. Vì sao? Vì nó là cuộc đấu tranh. Nó là một cái cuộc đấu tranh nè. Đấu tranh vì cái gì? Đấu tranh để phân chia phạm vi thế lực. Phân chia, xin lỗi mọi người, tôi đọc cho mọi người chậm chậm nha. Để phân chia phạm vi thế lực, mọi người ghi vô đi. Và phân chia thành quả chiến thắng, chiến tranh của lực lượng quan trọng giữa vai trò trò chủ 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 với trò này nè. Cái sự và cái này nè, từ bắt đầu từ cái vai trò này nè, nó sẽ tác động tới cái vai, chính là cái nhờ cái diễn biến cái hội nghị này sẽ tác động tới 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 lịch tới sự thế giới sau này và gần hơn đó là tới Việt Nam của mình nữa, tác động thế giới sau này đó. Nói chung là những cái vấn đề mà ta sẽ con chó này. Rồi đã thật thiệt luôn á, tôi xin lỗi mọi người lắm luôn á, chả biết giảng mọi người như thế nào, mọi người có hiểu không giờ, hay là mọi người xem nó tấu hài chả hiểu gì hết vậy. Mọi người có hiểu vô, mọi người phải nói mọi người hiểu đi. Thiệt luôn á. Ý là mọi người, ta sẽ nói lại một lần nữa nha. Sẽ nói lại một lần hết tất cả luôn đi cho mọi người. Ghi vô đầu, nick giống như bài của Taylor Swift á, nick of time, khắc vết khắc thời gian là nick of. Đông vô cái đầu mà là nick of brand á, I mean. Ok. Vậy có cần ta phải nói lại nữa không? Có cần ta phải nói lại một lần nữa không? Quý vị ơi. Thích lắm mà, tao không thích cậu lắm à. Ok, tao tiếp tục nha. Rồi, cái quyết định này nè, cái diễn biến đúng không? Diễn biến là phức tạp, gay gay, rất là gay go. Gay go, căng thẳng, bla 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 gì đó. Gọi là rất là căng thẳng vì để phân chia thành quả chiến tranh. Phân chia thành quả tức là suy ra cái bản chất của cái hội nghị là cái gì? Bản chất của cái hội nghị là giải quyết vấn đề chiến tranh, mà trong đó là quan trọng nhất là phân chia quyền lực thắng trận đó. Tức là vì vì cái sự gay go này vì cái sự gay go này thì nó đã giải quyết được, ý là cái bản chất của nó chính là cái mấu chốt để khiến cho cái cuộc họp nó lâu quá, lâu 8 ngày, lâu muốn chết. Ha, cảm ơn bạn đã để ý cho mình, thật là cảm động quá Phương Mai ơi. Đó, giải quyết vấn đề chiến tranh. Đó là cái bản chất nha mọi người, đừng có quên nha mọi người. Bản chất của nó là cái gì? Là phân chia thành quả đó. Đừng có quên nha, là phân chia thành quả nha. Giáo vụ nó có hỏi bản chất của này là gì? Khoanh vô liền câu phân chia. Tôi không biết nữa, tùy chị Hiên thôi. Thích thì lưu, không thích thì lưu. Nhớ nha mọi người, tớ nhắc lại những cái mà tớ nghĩ là nó sẽ ra mọi người ơi, là bản chất của nó là phân chia chứ nó không phải là gì.
tức là phân chia, tưởng tượng là phân chia thành quả chiến tranh quan trọng nhất, cái gì liên quan tới tiền bạc đồ đạc là nó quan trọng lắm. Xong nhưng bây giờ nha, 8 ngày, 11 trừ 7 ngày, nó rất 11 à, đại loại là từ ngày 4 tới ngày 11, ở thân 4 chứ cả, à, tháng 2 năm 1945, lâu như vậy thì nó đã ra những cái quyết định gì, những cái thỏa thuận gì. Thỏa thuận gì? Thứ nhất nè, thống nhất, trời thống nhất, ghê không? Tiêu diệt tận gốc, chết cha mày luôn rồi Đức ơi, tận gốc chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản đó, tiêu diệt, thống nhất, tiêu diệt tận gốc, chết mày chưa, thống nhất tiêu diệt tận, đừng mà mọi người ơi, thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt, quân phiệt Nhật Bản, tôi nói lại chậm một lần nữa nha, thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Rồi nào, Liên Xô á, Liên Xô á thì Liên Xô thì hơi ngố, à không, Nga nó mới ngố, Liên Xô không ngố. Xin lỗi, tôi không có chữ Đức, tôi chỉ là cái thằng Đức á, cái thằng German đi nè, cái thằng này nè, Nát Du, ok nè, từ từ đừng có đọc tôi nữa, để tôi kể chuyện, để kể chuyện lịch sử cho mà nghe nè. Liên Xô nó nè, sau khi mà á, cái thằng á, nó Liên Xô là cái đất nước trải dài từ đông từ Âu sang Á đúng không, cái nó diệt phụ bên diệt bên Đức xong rồi cái á, cái nó cái bên kia, cái bên hội nghị nó mới kêu là à bây giờ mày có mày bây giờ thằng này xung phong như giáo viên của giáo em vậy à, em gì ta quên rồi, em ừ em à em sẽ tham gia chống Nhật khi chiến tranh thế giới kết thúc, em sẽ tham gia chống Nhật khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu đó, ghê không, là chiến tranh kết thúc ở tháng 5 năm 45 nha mọi người. Thôi, tức là nó kêu là à, Liên Xô kêu, Liên Xô kêu là tôi sẽ xung phong chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu, nhưng mà phải được cái gì đó chứ, tức là phải được thưởng thành quả, đó là cái yêu cầu của nó đó, nên là dẫn tới dẫn dẫn tới vụ mà bên Triều Tiên rồi đó mấy bà đó, đó là thế là đúng luôn, người ta giữ lời hứa rất là tốt luôn. Tháng 5 năm 45 là bên châu Âu nó kết thúc chiến tranh, thì tháng 8 ngày 8 tháng 8 năm 45 một phát qua bên là phiên Liên Xô qua bên châu Á tuyên chiến với Nhật liền, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, ghê không, tuyên chiến với Nhật à, nói chung là chiến với Nhật xong rồi nó giết 1 triệu hay 1 tỷ gì tôi quên, chứ là một cái gì đó quân Nhật, một quân Nhật cái gì đó má, một người xin còn 77 người thôi mọi người có nghe. Nói chung là 8 tháng 8 năm 45 Liên Xô tuyên chiến với quân Nhật, hận đàn ông tiên cái gì phải quân nhân, Liên Xô mát con này khùng ghê, Liên Xô tuyên chiến với quân Nhật, tuyên chiến với quân Nhật quét sạch 1 triệu hay một triệu quân Quan Đông của quân Nhật ở Trung Quốc luôn, ghê không, ghê không, trời ơi đó, đi đường quyền với lại quân Nhật liền. Liên Xô nhớ nha mọi người, tháng 5 năm 1945 là kết thúc chiến tranh ở châu Âu, thì tháng 8 ngày 8 tháng 8 năm 1945 là Liên Xô đi đường quyền của Nhật liền luôn, là chết cha không Nhật rồi đó. Xong em có một chuyện rất mắc cười luôn á, trên đời này có rất là nhiều chuyện rất mắc cười, ví dụ nha, à, trong lớp à, trên đời sẽ có những cái vụ mà kiểu như thiên vị học sinh giáo viên á, thì ở trong thế giới cũng vậy, ví dụ ba cái nước chủ chốt á là ba nước nào, Anh, Mỹ, Liên Xô, nhưng mà thật sự Anh nó không có quan trọng bằng hai cái này, tức là giống như là cái này là cục cục cưng á, cái này cục cưng, cái này là cục cức, cái này tức là hai này quan trọng á mọi người, hai cái này quan trọng nha, ý là hai cái nước này rất là quan trọng, nó là nó có quan trọng chủ chốt trong vai trò
chung là hai nước đóng vai trò quan trọng, chút nhất là Liên Mỹ, Liên Xô thôi. Cái mẹ công chúa béo bị đánh ở Vincom, bà Triệu đúng không mọi người? Sợ quá. Đúng rồi, thì nhưng mà Anh thì nó không có quan trọng bằng Mỹ với Liên Xô, tức là kiểu như tất cả, nói chung là Mỹ, Liên Xô mọi người cứ nghĩ là vậy đi. Đó. Rồi. Nhờ nè, kể cho mà nghe. Tháng 5 năm lộn tháng 18 tháng 8 năm 45 này nè. Nhờ Liên Xô đi đường quyền với Pháp với Nhật á, thì Việt Nam mình nó mới có cơ hội được đập chết mẹ thằng Nhật ở bên Việt Nam mình. Ý là mình mới ý ý là mình là nhờ Liên Xô đi đường quyền với Nhật thì Việt Nam mình mới có cơ hội để khởi tháng 8 đó, tháng 8 năm các bạn, tháng 8 đó ghê không? Đó là ảnh hưởng của tới cách mạng Việt Nam, cách mạng Việt Nam mình. À, dạ biết các bạn thầm thật hả? Dạ. Ừ, tội nghiệp công chúa béo ghê, yêu đương vô cố vô dừa. Nói chung là nhờ Liên Xô đi đường quyền với Nhật thì Việt Nam mình mới có, thì đó là cái gì ta, cái gì cơ hội ngàn năm có một á, nhớ Bác Hồ nói không, cơ hội ngàn năm có một thì mới khởi tháng 8 đó, ghê không? Đó rồi tiếp nha mọi người, mình tốn giấy quá đó, mọi người có hiểu gì không? Dạ mọi người, tí nữa tôi hỏi mà mọi người không hiểu tôi giận mọi người luôn á. Đợi xíu tôi đi kiếm mấy câu trắc nghiệm mới được, không học bài mà quên cái là cho ăn đòn. Tôi đi đường quyền với mọi người luôn á, tin không? Đợi xíu nha.